Dũng Sĩ Hesman, tập 79, Chiến binh vũ trụ. Sau khi từ biệt nữ thần Kim Tinh, các bạn cùng Hesman lên đường trở về. Trong phút chốc đã lao ra ngoài không gian, rồi bay ngang qua trái đất quê hương của loài người. Nhìn kìa, trái đất chúng ta thật là đẹp, mình chỉ nghe nói tới chứ chưa đến được đó bao giờ. Trái đất bây giờ đã thay đổi nhiều lắm, môi trường và sinh quyển đã được cải thiện, ngay tớ cũng không ngờ đến. Thật vậy à, thế tiến sĩ David dạo này thế nào? Tiến sĩ đã trở về đất liền, hiện ông là giám đốc viện vật lý toàn cầu, chính ông đã sửa chữa cho Hesman của chúng ta đấy. Ở trái đất hiện nay đã phát minh ra hệ thống năng lượng vĩnh cửu cùng những công trình khoa học rất tiến bộ, nhờ đó mà chỉ trong nửa giờ thôi, Hesman đã được sửa chữa và tái tạo xong ngay. Thật là kỳ diệu, không ngờ ở đó lại tiến bộ nhanh như vậy. Nghĩ đến đó mà mình cảm thấy buồn. Các cậu còn có quê hương đất nước, còn mình thì không còn ai nữa. Gát cô, việc gì mà cậu phải buồn, đã lâu rồi chúng ta vẫn coi nhau như anh em, quê hương của bọn tớ thì cũng là quê hương của cậu vậy. Những ngày sau đó, Hesman và các bạn đã an toàn trở về và đáp xuống Arớt. Trong lúc các bạn nghỉ ngơi sau những cuộc phiêu lưu dài ngày, thì giáo sư Lê Vít cùng các nhà khoa học vẫn đang mải mê nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Vài hôm sau, các cậu vào đây ngay, chúng ta có thể thử nghiệm được rồi. Thử nghiệm gì vậy thưa giáo sư? Chúng tôi mới hoàn thành chiếc máy tàng hình cho người thường. Ồ, thế thì hay quá, chúng ta hãy tàng hình về thăm trái đất một lần đi anh Kíp. Được thôi, hãy mang những chiếc áo này vào đi. Nhưng sao chỉ có 3 bộ thôi thưa giáo sư? Chúng tôi chỉ mới làm xong 3 bộ máy. 3 cậu đi là được rồi, Gatco thì đã có sợi dây lưng tàng hình, đâu cần nó nữa. Ồ, các cậu đi đi, tớ phải ở nhà, nếu lỡ Arớt có chuyện gì thì lấy ai mà đối phó. Đúng rồi đấy, Gatco ở nhà như thế tiện hơn. Các cậu nhớ đấy, đồng hồ nơi tay là để định vị, để chỉnh vị trí nơi đến, còn 2 chiếc nút ở dây lưng là dùng để tàng hình và hiện hình. Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi đấy thưa giáo sư. Sau khi cài đặt vị trí nơi đến, 3 bạn liền nhấn nút tàng hình. Nhưng ủa sao lạ vậy? Có bị trục trặc chỗ nào không? Đâu có, tôi đã chỉnh đúng vị trí y như Kíp và Huy Hùng vậy mà. Thưa giáo sư, tôi nghĩ ra rồi, có lẽ vì anh ta mập quá. À đúng rồi, bộ vi mạch cảm biến truyền dẫn tín hiệu chỉ đủ sức xử lý trọng lượng dưới 100 kg mà thôi. Tôi quên mất. Thưa giáo sư, thế làm sao tôi tàng hình đi được bây giờ? Tôi cân nặng 104 kg lận. Thì cậu cố nhịn ăn chừng vài ngày cho sụt ký rồi hãy đi theo cũng không muộn. Đúng lúc đó thì có tín hiệu phát lên. Bíp bíp bíp. Ồ, có điện của Kíp từ trái đất gửi tới. Mới đó mà các cậu ấy đã đến nơi rồi. Thưa giáo sư, sao không thấy Hóc đâu cả? Cậu ta có chuyện gì vậy? Ồ, chỉ là một trục trặc nhỏ thôi. Cậu ta mập quá nên tàng hình không được. Ồ, nếu vậy thì giáo sư hãy cho Hóc đưa Hesman trở về trái đất gấp. Dưới này đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Tôi sẽ thông báo tình hình chi tiết sau. Còn Gatco cứ ở lại Alert để phòng bất chắc. Hóc bèn vào trong Hesman và nhanh chóng khởi động. Đoạn phóng hút lên lao thẳng vào không gian. Bấy giờ tại Viện Vật lý Toàn cầu ở trái đất. Thưa tiến sĩ, tôi đã điện về Arớt, Hesman sẽ đến đây trong thời gian nhanh nhất. Tốt lắm, các anh biết không, cách đây 1 tuần lúc Hesman vừa sửa chữa xong ra đi, thì chúng tôi vừa bị mất cắp một công trình khoa học nghiêm trọng. Thủ phạm không ai khác hơn là một nhà bác học trong nhóm chúng tôi. Ông ta là người Pakistan, tên là Mabuto. Thưa ngài, công trình khoa học ấy là gì? Đó là hệ thống tạo năng lượng vĩnh cửu, như hôm trước tôi đã nói, nhưng không được đầy đủ chi tiết nên chưa hoàn chỉnh. Chà, nếu nó lọt vào tay kẻ xấu thì rất nguy hiểm. Chúng có thể tạo ra vũ khí giết người hàng loạt đấy. Đúng vậy, vì thế nên tôi đã cho sao lại toàn bộ công trình ấy vào đĩa laser để được bảo quản cẩn mật hơn. Tiến sĩ David quay vào trong gọi lớn. Cô Nguyên Hương ơi, đã xong chưa? Nguyên Hương bước ra, tay cầm chiếc đĩa laser. Xong rồi đây thưa giáo sư. Ủa, cô Nguyên Hương cũng là người Việt Nam à? Tôi cũng là người Việt Nam đây. Tên tôi là Huy Hùng. Ồ, chứ không phải anh là người ở Arớt à? Ồ, thế ra hai người quen nhau từ trước à? Đâu có, nhưng đã là người Việt Nam thì cho dù ở bất cứ nơi nào chúng tôi cũng đều từ một mẹ mà ra cả. Đúng vậy thưa giáo sư, tuy tôi được sinh ra ở một ốc đảo vũ trụ, nhưng gốc của tôi là người Việt Nam. Khi tôi lớn lên, giáo sư Anton Maxen ở đó vẫn hay dạy chúng tôi nguồn gốc và lịch sử. Tôi vẫn biết và tự hào mình là con cháu của vua Hùng dựng nước ngày xưa. Anh nói đúng đấy, đã là người thì ai cũng phải giữ lấy bản sắc văn hóa dân tộc mình. Cô Nguyên Hương đây là một người rất giỏi, mới 19 tuổi mà đã là một kỹ sư. Cô ấy mới về làm việc ở đây được 6 tháng, nhưng đã tỏ ra là một chuyên viên rất có năng lực. Xin giáo sư chớ quá khen mà anh Huy Hùng chọc quê cháu đấy. Lúc ấy tại một căn cứ bí mật nằm ở dưới dặn núi Himalaya, nằm giữa biên giới Pakistan và Nepal. Hà, chúng sẽ không bao giờ biết được ta ở đây đâu. Mabuto đem các công trình khoa học đánh cắp được về nghiên cứu và chế tạo. Chỉ sau một thời gian ngắn, lão đã hoàn thành chiếc máy phát truyền năng lượng vào người. Từ nay ta sẽ có một nguồn năng lượng bất tận. Mabuto liền truyền năng lượng vào người. Ngờ đâu công trình khoa học mà lão đánh cắp được chưa hoàn chỉnh, nên lão bị phản ứng dữ dội. Chỉ sau một lúc, cơ thể lão bị biến dạng, gương mặt bây giờ như ác quỷ. Đã vậy ta sẽ phá nát cái viện vật lý khốn kiếp ấy cho hả giận. Mabuto liền cấp tốc điện lên hỏa tinh. Từ trước đến nay, lão vẫn thường có mối quan hệ bí mật với các nhóm tội phạm ngoài vũ trụ. Một trong những tên ấy là Ghéti, người ở hỏa tinh. Được rồi, tôi sẽ gọi bọn lính đánh thuê đến giúp ngài. Chúng mang danh là chiến binh vũ trụ, gồm có 4 đứa, nhưng ngài phải trả công hậu hĩnh cho chúng đấy nhé. Được rồi, ngài gọi chúng đến đây, nhanh lên nhé. Được lệnh, 4 tên lính đánh thuê trang bị vũ khí sẵn sàng rồi lên đường. Chúng là những quái nhân nên bay thẳng đến trái đất, không cần dùng đến một phi thuyền nào cả. Nhờ có những máy phá sóng hết sức tinh vi nên chúng xâm nhập vào trái đất một cách dễ dàng, không ai hay biết. Mabuto đã chờ sẵn, lão hân hoan chạy ra đón bọn chúng. Xin mời tất cả vào đây, chúng ta sẽ bàn định kế hoạch tấn công. Tôi vừa được tin là bọn Arớt ở thiên hà Garrison cũng cử người đến. Không chừng thằng robot Hesman cũng sẽ đến đây nữa đấy. Được rồi. Nhân tiện chúng ta sẽ tiêu diệt thằng robot ấy luôn. Như vậy thì tốt quá, ta sẽ không quên ơn các anh đâu. Này lão giáo sư, ngoài số vàng bạc như ngài đã hứa, ngài phải trả công cho chúng tôi mỗi người một cô gái nữa đấy. Được rồi, ta sẽ cho các anh mỗi người một cô gái tuyệt đẹp, hà. Trái với dự đoán của chúng, tại Viện Vật lý Toàn cầu, các bạn đã nhận ra được những tín hiệu lạ. Dường như chúng có máy phá sóng nên tín hiệu nhận được yếu quá. Trời ơi, nếu vậy thì Mabuto liên kết với người ngoài không gian à? Có lẽ vậy thưa giáo sư, nhưng xin ngài cứ yên tâm, nội trong ngày mai, Hesman sẽ đến nơi mà thôi. Sáng hôm sau, Nguyên Hương cô nhìn kìa, Hesman đến rồi đấy. Hesman liền nhanh chóng đáp xuống đất. Hóc hốt hoảng chạy ra bảo, các cậu lên đây ngay. Mọi người nhanh nhẹn chạy lên phòng lái. Tớ vừa phát hiện ra việc này lạ lắm. Hóc bật màn hình lên rồi nói tiếp, có 4 tên lạ mặt xâm nhập vào trái đất, tớ có ghi hình lại đấy. Tớ định đuổi theo nhưng không kịp vì mất tín hiệu. Nhìn cách ăn mặc trông chúng giống bọn lính quá nhỉ? Đúng vậy. Có lẽ chúng là bọn lính đánh thuê đến giúp Mabuto đấy. Sau đó các bạn quay trở xuống trình bày cho tiến sĩ David. Có 4 tên quái nhân xuất hiện, chúng ta phải đề phòng vì không biết chúng sẽ tấn công vào lúc nào. Thưa giáo sư, tại sao chúng ta không thử gài hệ thống tái tạo năng lượng vĩnh cửu cho Hesman xem sao? Có vậy Hesman sẽ đủ sức đối phó với bất kỳ thế lực nào. Cô Nguyên Hương nói đúng đấy, chúng ta tiến hành ngay đi, các cậu đồng ý chứ? Kíp nhận lời và ngay sau đó Hesman được đưa xuống một căn hầm bí mật dưới lòng đất để truyền dẫn năng lượng. Sau khi lắp đặt hệ thống tái tạo năng lượng gài vào trong, Hesman bắt đầu hoạt động. Hóc ở lại trong buồng lái để theo dõi năng lượng nạp vào. Kíp và Huy Hùng cùng Nguyên Hương vận hành máy phía trên phòng điều khiển của viện. Mọi người không ngờ bọn chiến binh đã xâm nhập ở bên ngoài. Khi hệ thống báo động phát hiện thì đã muộn. Trời ơi, chuyện gì thế? Bọn chúng đến rồi. Cô ở đây vận hành năng lượng cho Hesman nhé, để chúng tôi đối phó. Kíp nói xong liền cùng Huy Hùng lao ra ngoài. Bọn chiến binh vũ trụ chia làm hai mặt tấn công dữ dội. Cẩn thận, thằng đó bay được đấy, chắc chúng là người Arớt. Huy Hùng vừa né tránh luồng đạn vừa phóng luồng điện thấu kính về phía chúng. Song chúng tránh né rất tài tình. Đoạn quăng lựu đạn về phía phòng điều khiển, nhưng Huy Hùng đã phá hủy nó kịp thời trước khi rơi xuống. Hờm, thằng khốn ấy có điện gì ở tay lạ thật. Tao với mày chia làm hai hướng tấn công, cầm chân tụi nó, để hai thằng kia vào trong phòng điều khiển nhé. Hai tên chiến binh chia làm hai mũi, nhọn bắn thẳng vào Kíp và Huy Hùng. Nhờ có áo giáp nên Kíp xông thẳng vào hắn không hề sợ hãi. Nhưng hắn cũng có áo giáp nên rất khó tiêu diệt. Kíp bèn lao thẳng vào hắn, giằng co quyết liệt trên sân thượng. Tên chiến binh bị văng ra khỏi nóc nhà rơi xuống đất, xong hắn xoay người lại dễ dàng. Kíp dùng súng của hắn bắn xuống. Hắn liền hụp người xuống phóng phi đạn lên. Phụt, ầm. Phía bên kia Huy Hùng cũng chiến đấu rất quyết liệt, song tên chiến binh vừa né tránh vừa lùi ra xa, dụ Huy Hùng ra khỏi phòng điều khiển. Lợi dụng lúc đó hai tên khác bay đến xâm nhập vào phòng điều khiển. Khi ấy ở bên trong Nguyên Hương cũng vừa nạp năng lượng cho Hesman xong, cô liền chạy qua phòng bên định cầm lấy vũ khí. Nhưng ầm. Bắt tạm con bé này đã, rút lui mau lên. Đúng lúc đó bên ngoài Hesman đã xuất hiện. Xong chúng đã bắt cóc Nguyên Hương bay đi xa rồi. Hesman liền rút gươm ánh sáng xông tới. Hai tên chiến binh còn lại bay lên cản đường. Huy Hùng và Kíp hết sức tức giận phóng lên đuổi theo. Hesman vừa tấn công vừa hút chúng ngược trở lại, nhưng chúng phản công tránh né dễ dàng. Bất ngờ một tên xoay người lại nhấn nút tấn công. Phụt phụt. Nhưng Hesman đã dùng gươm ánh sáng phá hủy. Ầm. Ngờ đâu đó là phi đạn khói cay. Chúng nổ tung lan ra khắp nơi, khiến Kíp và Huy Hùng không thể đuổi theo được nữa. Hùng tức thật, bọn khốn kiếp ấy bay đi mất rồi. Chúng cố tình bắt cóc Nguyên Hương để uy hiếp tinh thần chúng ta đấy. Bọn chúng ở đâu vậy nhỉ? Chúng ta vào trong dùng radar dò tìm thử xem. Nguyên Hương luôn mang theo máy phát tín hiệu mà. Không có chút dấu hiệu nào cả. Có lẽ chúng phát hiện và phá hủy máy phát sóng đó rồi. Bấy giờ, bọn chiến binh đã bắt Nguyên Hương bay về xào huyệt ở dưới dặng Himalaya. Ồ, thì ra là kỹ sư Nguyên Hương đấy à. Tốt lắm. Hử, ông là ai? Sao ông lại biết tên tôi? Hà hà, nàng không nhận ra ta là Mabuto đây à? Mabuto, trời ơi, không ngờ ông thay đổi đến thế. Ông là ác quỷ chứ chẳng phải là người nữa. Câm mồm đi. Chính vì cái hệ thống năng lượng của chúng mày nên ta mới trở thành như vậy đấy. Hừm, ai biểu ông ăn cắp nó làm gì, để rồi lại đổ thừa cho chúng tôi. Hà hà, ta sẽ có cách bắt mày phải phục hồi cái máy ấy lại cho ta. Mày biết cái máy ấy rất rõ mà. Không bao giờ đâu, đừng hòng tôi hợp tác với một kẻ phản bội như ông thật. Chết thì thôi. Hà hà, nhưng ta sẽ không để cho nàng chết dễ dàng đâu. Ta đã có cách khác. Hừm, ông định làm gì tôi? Ta sẽ giao nàng cho 4 tên chiến binh kia. Lúc ấy nàng sẽ không còn là một cô gái nữa đâu. Hà hà. Đồ tàn ác, đừng hòng tôi sẽ cắn lưỡi tự tử trước khi ông kịp hành động. Nhưng một tên chiến binh đã lao đến bịt miệng nàng lại. Hừm, đã vậy chúng ta sẽ dùng cách khác. Khi ấy tại Viện Vật lý Toàn cầu, Hesman đã dò tìm tín hiệu khắp nơi mà không gặp. Bất ngờ điện thoại reo lên. Alo, ai đấy? Vừa nghe điện xong, tiến sĩ David liền bảo. Tên Mabuto đề nghị chúng ta trao đổi Nguyên Hương lấy chiếc đĩa laser. Giáo sư nhận lời rồi à? Đúng vậy, tôi không còn cách nào khác. Nguyên Hương là một kỹ sư giỏi, không thể để cô ta bị chúng sát hại được. Thế lão hẹn gặp ở đâu? Dưới chân núi Himalaya. Được rồi, chúng tôi sẽ cùng Hesman theo ngài. Chúng ta không thể nhân nhượng với lão một cách dễ dàng như thế đâu. Qua hôm sau, tiến sĩ David cùng các bạn vào trong Hesman sẵn sàng lên đường. Hesman khởi động rồi lên đường bay đến chỗ hẹn. Lúc đấy tại căn cứ bí mật của Mabuto. Chiếc máy phát năng lượng ấy đâu? Để làm gì? Chúng tôi cần nạp thêm năng lượng mới đủ sức đương đầu với Hesman được. Nhưng nó chưa hoàn chỉnh nên rất nguy hiểm. Ông cứ yên tâm, chúng tôi là quái nhân vũ trụ chứ có phải người thường như ngài đâu. Được rồi, hãy đi theo ta. Sau đó cả 4 tên đều nạp năng lượng ấy vào người. Chúng là quái nhân nên chẳng hề hấn gì cả. Sau đó, số vàng bạc mà ông đã hứa cho chúng tôi đâu? Nhưng công việc chưa hoàn thành mà. Chúng tôi cần nhận trước cho chắc ăn. Nó đã được chất sẵn trong phi thuyền kia kìa. Được rồi, tôi sẽ cho phi thuyền ra ngoài không gian chờ sẵn trước. Còn hai chúng tôi sẽ ở lại bảo vệ ông và giành lại chiếc đĩa. Ông đừng quên là còn 4 cô gái đẹp nữa đấy. Được rồi. Chiếc phi thuyền đã kịp bay lên trước khi giờ hẹn đến. Lúc ấy Hesman đang trên đường bay đến. Các bạn đang chuẩn bị kế hoạch hành động. Giáo sư xem tôi gắn bộ râu giả này vào đã giống ngài chưa? Giống lắm rồi nhất. Đấy anh Kíp, tôi thật không ngờ. Đeo kính vào mặc thêm áo này thì lão Mabuto không tài nào nhận ra được đâu. Đến nơi, Hesman rút sẵn gươm ánh sáng, từ từ đáp xuống. Phía dưới, Mabuto cùng hai tên lính đang chờ sẵn. Kíp giả dạng tiến sĩ David từ từ bước ra khỏi Hesman, tay cầm chiếc đĩa laser rẻ. Nguyên Hương đâu rồi? Ta phải cầm xem chiếc đĩa có phải là thật hay không đã chứ. Tất nhiên rồi, chúng tôi không dạy gì mà đưa chiếc đĩa giả cho cô ấy mất mạng sao? Tiến sĩ David, đưa chiếc đĩa cho tôi thử trước đã. Không, hãy mang Nguyên Hương ra đây trước, rồi hãy nói chuyện. Được rồi, hai anh vào mang cô ấy ra đây. Kíp theo dõi không bỏ qua một chi tiết nào của bọn chúng. Hai tên chiến binh từ từ quay vào. Rồi như đã định trước, chúng bất ngờ xoay người lại bắn xối xả vào Kíp, mà chúng tưởng là tiến sĩ David. Biết chúng đã trở mặt, Hesman liền xông đến. Bất ngờ hai tên chiến binh biến thành khổng lồ nhập vào với nhau. Nhờ có năng lượng nên chúng nhập lại với nhau thành một người có sức mạnh vô cùng ghê gớm. Thấy Hesman liền xông đến tấn công ngay từ phút đầu. Mabuto thấy vậy hốt hoảng chạy vào trong, nhưng từ trong tay áo của Kíp liền bật ra một khóa nhỏ. Chiếc khóa bắn thẳng đến xích chặt vào tay lão. Kíp dùng sức giật mạnh kéo lão về phía mình. Trong phút chốc, Mabuto đã bị còng chặt lại, kéo vào bên trong căn cứ của hắn. Nguyên Hương đâu rồi? Huy Hùng cũng rời khỏi Hesman, xông vào hỏi. Nói mau lên, ông không còn trông cậy vào ai được nữa đâu. Bọn chiến binh sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt thôi. Bí thế Mabuto đành phải chỉ đường cho các bạn. Cô ta bị nhốt ở trong kia. Huy Hùng liền dùng thấu kính phá cửa trong chớp mắt. Nhưng khi vào bên trong thì hừm, không có ai cả. Lão ta nói láo. Tôi nói thật mà, trời ơi, thế là tôi bị bọn chúng lừa rồi. Chúng bắt nàng đưa lên phi thuyền rồi. Hừm, nếu cô ta có chuyện gì thì ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy. Huy Hùng nói xong cùng Kíp bay ra ngoài. Đoạn vào trong, Hesman tấn công tên chiến binh vô cùng quyết liệt. Các anh ở đây nhé, tôi đi tìm Nguyên Hương ngay bây giờ. Không được đâu, chúng ta còn hai tên nữa. Đợi ta tiêu diệt xong thằng này đã. Anh cứ yên tâm, tôi đã có cách. Giữa cuộc chiến, Huy Hùng vẫn lao ra ngoài, rồi bay vút lên bầu trời nhanh như chớp. Tên chiến binh thấy vậy liền tìm cách rút lui, nhưng Hesman chặn lại tấn công, không cho hắn kịp ngơi tay. Hắn bèn thọc tay đâm thẳng xuống căn cứ của Mabuto, lôi ra một dàn phóng hỏa tiễn. Căn cứ Mabuto bị sụp xuống, lão bị còng chặt nên không cách nào thoát được, chôn vùi dưới đống gạch đá. Có được vũ khí, tên chiến binh càng hung hãn hơn. Nhưng những tên lửa chưa kịp bay tới đều bị Hesman triệt hạ trước. Chúng vừa bay lên bầu trời vừa bắn xuống để cản đường. Hừm, không để cho mày thoát được. Hesman liền phóng vút lên để trận đầu. Đôi bên giao chiến quyết liệt ở trên không. Ầm. Mặc dù bị trúng thương nhưng nhờ có bộ máy năng lượng vĩnh cửu nên Hesman tái tạo nhanh chóng. Bấy giờ ở gần đấy, khi vừa ra ngoài không gian thì Huy Hùng đã nhìn thấy chiếc phi thuyền. Cậu cố nhịn thở rồi xác định tọa độ phi thuyền, đoạn nhấn nút tàng hình. Chỉ trong phút chốc, Huy Hùng đã có mặt bên trong phòng lái của bọn chúng. Huy Hùng nháy mắt ra hiệu cho Nguyên Hương đang ngồi trên sàn. Nguyên Hương hiểu ý, nhẹ nhàng lùi về phía sau. Bọn chiến binh lo theo dõi trận chiến nên không để ý. Rút lui ngay đi. Chúng ta trở về thôi, không đương cự nổi nó đâu. Huy Hùng cởi trói cho Nguyên Hương rồi bảo, chuẩn bị khi tôi tấn công chúng thì Nguyên Hương lái phi thuyền xoay ngược lại ngay nhé. Cậu bước ra nhẹ nhàng mở khóa nắp trần. Nghe tiếng động, hai tên quay ngoắt người lại, nhưng Huy Hùng đã kịp thời ra tay. Nguyên Hương giật mạnh tay lái làm chiếc phi thuyền xoay ngược trở lại, hất hai tên chiến binh văng ra khỏi nắp trần ra bên ngoài. Chúng đang hốt hoảng thì bị Huy Hùng điều khiển chiếc phi thuyền bắn một luồng điện cực mạnh, tiêu diệt trong nháy mắt. Khi ấy tên chiến binh cũng vừa bị Hesman truy đuổi tới nơi. Liệu bè chống cự không nổi, chúng bèn tách ra làm hai và thu nhỏ người lại như cũ, định vào phi thuyền trốn thoát, vì chúng tưởng đồng bọn vẫn còn trong đó. Nhưng Huy Hùng đã kịp thời tấn công, xẹt và tiêu diệt hai tên còn lại. Sau đó các bạn trở về trái đất.